Để thể hiện lòng biết ơn và sự tôn kính trước Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong 3 ngày vừa qua, những người trẻ tại thành phố Cần Thơ đã miệt mài chăm chút từng chi tiết khắc họa chân dung Tổng Bí thư từ chất liệu gạo. Mặc dù đã từng sáng tác rất nhiều tác phẩm tranh gạo, nhưng với anh Đăng Nghiêm, đây là bức tranh gạo đặc biệt nhất. Trong thời gian khoảng 2-3 ngày thôi, mình đã có được cái sự hỗ trợ của một số bạn khác để mà cùng nhau làm được một cái tác phẩm mà rất là đặc biệt và ý nghĩa. Qua cái bức tranh cũng thể hiện lại được một cái điều mà gắn dạy mà bác đã rất là tâm huyết, đó là danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất, vừa là một cái lời nhắc nhở và đó cũng là một kỳ vọng của bác dành cho những thế hệ sau này, truyền cảm hứng được cho mình rất là nhiều. Em rất là mong muốn được góp sức mình vào để một phần nào đó thể hiện lòng biết ơn và thể hiện sự tưởng nhớ của bản thân cùng với các anh chị làm nên một bức tranh rất là ý nghĩa. Bức tranh phác họa chân dung Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được làm bằng gạo, một chất liệu rất dân gian và là một nét đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long, để cho tất cả mọi người chúng ta cùng nhau hiểu rằng là lớp trẻ bọn em vẫn luôn ghi nhớ công ơn mà các vị cha ông ta ngày trước đã dành cả đời để dựng xây. Từng hạt gạo được đặt lên bức tranh cũng chính là những tình cảm thương nhớ, tri ân mà người con ở thành phố Cần Thơ dành cho cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo trọn đời vì nước, vì dân. Hiện bức tranh chân dung Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang được trưng bày tại Bảo tàng Quân khu 9 để người dân tại thành phố Cần Thơ có thể ngắm nhìn, tưởng nhớ người cộng sản chân chính.